Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Ở trên kênh Chuyện đỉnh Soạn Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Hải Tâm Tựa đề là Chồng về báo án Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với! Anh ơi! Em xin anh tha cho em anh muốn đi hôn cũng được nhà cửa em không cần chỉ cần anh tha cho em sống nuôi con em xin anh còn đĩ này mày dám cãi ông à mày xứng mà cả với ông sao được để ông tiễn mày về với tổ tiên cái dòng họ đĩ thõa nhà mày nửa đêm canh ba tiếng kêu cứu gào khóc của người vợ trẻ trong căn nhà bốn tầng của khu đô thị mới làm kinh động tới những hộ dân xung quanh tiếng thủy tinh đồ vỡ cùng với tiếng chửi bới của người đàn ông tiếng bốp bốp vào da thịt vang lên mỗi lúc một lớn hai ba nhà đã lục đục bật đèn có người ngó qua ban công kiểm tra vì tiếng kêu cứu càng lúc càng não ruột gấp gác rồi chạy ra ngoài đường để bàn tán đây vốn là dãy nhà liền kề thuộc một khu đô thị khá đắt đỏ người dân cũng chỉ mới chuyển đến đây sống được khoảng trên dưới một năm tuy ai cũng bận rộn công việc nhưng toàn là những cặp vợ chồng trẻ mới tách ra ở riêng khỏi gia đình hoặc là mấy thanh niên thuê lại nhà ở chung cho nên cũng khá là thân thiện với nhau. Thế nên là tự dưng nửa đêm nửa hôm, nhà của vợ chồng Tú Hòa sinh sự gây lộn, đánh chửi nhau khiến ai cũng ngạc nhiên, định tiến vào để căn ngăn. Khi mọi người còn chưa biết có nên xen vào chuyện vợ chồng nhà người ta hay không, thì tất thầy hoàng hốt khi từ dưới đường nhìn lên tầng 2 của nhà Tú Hòa, có hai bóng người phản chiếu qua lớp rèm cửa kính đang giằng co. Một tay của người đàn ông nắm tóc của người phụ nữ giật ngược ra đằng sau. Tay kia cầm vật gì như là con dao đưa lên ngang mặt để dọa dẫm. Thế tình hình căng thẳng, hai anh em của Minh và Hoàng vội vàng chạy lại bấm chuông. Mấy người còn lại thì chia nhau đi gọi bảo vệ và ban quản lý đô thị để nhờ can thiệp. Mặc tiếng chuông vang lên liên tục nhưng mà cánh cửa vẫn khóa trái im lìm. Đây lại là kiểu cửa cuốn cho nên chẳng thể phá khóa vào bên trong nhìn lên con dao vẫn được người đàn ông đưa về phía người phụ nữ cùng với tiếng kêu khóc tuyệt vọng những cái tát đấm đá thổi vào cơ thể người nghe mà nổi cả gai ốc sợ có chuyện chẳng lành tình hình lại cấp bách hoàng lại vội vàng chạy ngay về nhà mang theo hoàng vội chạy về nhà mang thằng xếp sang trèo lên tầng hai của ngôi nhà hàng xóm mình cũng hốt Hoàng trèo theo không may cánh cửa kính ở tầng hai của ngôi nhà này là dạng cửa đùa lại không hề bị chốt bên trong cho nên hoàng và minh lập tức xông vào được bên trong nhưng có lẽ hai người đã chậm mất một giây để có thể ngăn được hậu quả bởi lúc này cả hai vợ chồng thú hòa nằm trên sàn trong vũng máu cả hai người đều biết máu con dao nhọn vẫn còn đang cắm trên ngực của người chồng đến ngập cả cán dao hoàng vốn là một kỹ thuật viên y tế của bệnh viện thành phố cho nên cũng biết về sơ cứu vết thương anh ta vội kiểm tra sơ bộ vết thương từng người Rồi lắc đầu với bạn của mình là Minh Vẫn còn đang run rẩy đứng bên cạnh Anh Tú chết rồi Chị Hòa may mắn vẫn còn mạch đập Hình như là con dao chỉ cứ qua phần mềm ở bà vai thôi Mà gọi cấp cứu đi Nói rồi Hoàng dùng khăn tắm trên giường Nhanh chóng sơ cứu vết thương cho người vợ Còn Minh thì chứng sợ máu vội nhảy xuống tầng 1 Bấm điều khiển mở cửa chính Chạy ra khỏi nhà vừa xảy ra một vụ án mạng này mình lập cầm bấm gọi 115 một một thì chạy đi tìm những người hàng xóm khác quay về để thông báo tình hình. Chỉ đầu khoảng 3 phút bảo vệ khu đô thị đã có mặt. Họ chốt cửa phong toàn hiện trường, chờ công an đến xử lý. Còn xe cấp cứu thì cũng tới ngay sau đó. Đưa người bị thương đến bệnh viện. Nghe tiếng ồn nào, tiếng huyên nào lúc nửa đêm, người dân trong dãy nhà liền kề đất tụ tập đông đủ trước ngôi nhà của vợ chồng tú Hòa để theo dõi tình hình và bình luận sự việc. Ngay trong đêm, Hoàng Võ Minh và những người hàng xóm khác là nhân chứng của vụ án được công an mời về để lấy lời khai. Còn các cô các chị khác tất thầy đều tỏ ra hoang mang kinh ngạc. Vì trước nay tú nổi tiếng là chiều chuộng yêu thương vợ. Vậy mà hôm nay lại giờ thói vũ phu, cuối cùng lại bị chết oan uổng bởi chính con dao của mình. Ngày sáng ngày hôm sau, tin tức của nam bác sĩ nha khoa hành hung vợ bầu bị đâm chết đại biểu hội đồng nhân dân quận hành hung vợ bị đâm chết đừng để lên hot search tràn ngập trên facebook sở dĩ vụ án này được trở thành tâm điểm là bởi tú đang là chủ của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ có tiếng tại thành phố lại thường xuyên lên sóng truyền hình để tư vấn lại vừa trúng cử vào hội đồng nhân dân quận cho nên khá là nổi tiếng các phóng viên báo mạng đều tập trung quanh khu nhà của bác sĩ tú hòng khai thác tin tức từ hàng xóm chỉ một chút thông tin thôi cũng đủ để cho họ giật tít nóng ngồi đăng lên mạng mà chẳng cần kiểm chứng xác thực còn vợ của bác sĩ tú là hòa cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện hòa là cô giáo mầm non bình thường cô rất hòa nhã với bà con hàng xóm xung quanh lại năng nổ trong hoạt động thiện nguyện cho nên nghe tin cô bị chồng bạo hành hội phụ nữ của tổ dân phố phải đến tận bệnh viện để động viên và sau khi hội phụ nữ vừa rời khỏi bệnh viện không lâu thì trên các mặt báo điện tử lại tràn lan những bài báo cảm thương cho cô gái trẻ đang mang thai ở tháng thứ năm bị người chồng mang vỏ bọc trí thức đạo mạo bạo hành phản bội ép ly hôn tất nhiên những bài báo đó đã định hướng thành công dư luận và phía công an cũng phải đẩy nhanh công tác điều tra để có thể kết luận gửi thông cáo báo chí sớm nhất anh em Minh và Hoàng là hai nhân chứng quan trọng của vụ án, cho nên họ ở lại cơ quan công an phục vụ lấy lời khai, tới tận mãi chưa mới trở về nhà. Minh chậm ngâm ngồi bên ghế phụ, mệt mỏi sụp hai mí mắt xuống nghỉ ngơi, sau một thời gian căng thẳng. Anh vốn là một kỹ sư xuất sắc của một đoàn công nghệ có tiếng, người thường xuyên quen với cường độ làm việc trong môi trường căng thẳng bận rộn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mới mất ngủ một đêm mà lúc này đầu óc của Minh trở nên mụ mị nặng trịch. Mặc cho Hoàng vẫn còn đang tập trung lái xe, lâu lâu lại quay sang nói chuyện bâng quơ, thì Minh vẫn lơ mơ, không mở mắt ra nổi. Khi xe đi đến gần cổng khu đô thị, Hoàng mới cất tiếng gọi Minh. Sẽ đi mày, về đến nơi rồi đấy. Minh nặng nhòng kéo hai mí mắt đang dính vào nhau, đầu vẫn tựa vào ghế nhằn nhó, vì cơn đau ập đến do ánh nắng chói trang vừa chiếu vào mắt anh quỳ hoài với lấy chiếc kính dâm ở hộp đựng đồ đeo vào mắt cho quen dần với ánh sáng vừa lúc đó mình thấy có một người đàn ông mặc bộ đồ trắng như là bác sĩ đang chuẩn bị đi cắt ngang đường nhưng hình như hoàng vẫn không có ý định giảm ga mình hốt hoàng nhào sang vừa nắm lấy vô lăng của anh trai để đánh lái tránh người đàn ông vừa hét lên anh à cẩn thân hoàng bị bất ngờ cũng đạp thắng phành xe gấp chiếc ô tô mất lái lao thẳng lên về hè suýt nữa thì tông trúng cột đèn trước khi kịp dừng lại chẳng kịp cho hoàng phản ứng mình lao ra ngoài kiểm tra xem người đàn ông kia có bị tông trúng hay không nhưng trên mặt đường chỉ có hai vết xém của bánh xe phanh gấp nhìn chung cũng chẳng thấy có bóng dáng của ai lúc này hoàng cũng chạy ra thức giận quát vào mặt của em trai mày điên à làm cái trò gì thế mình ngờ ngác hỏi lại anh trai anh có thấy người đàn ông kia đâu rồi không vừa nãy còn cắt đầu xe của mình đã đi đâu rồi làm gì có ai mày mơ ngủ sao đang đi tự dưng nhảy ngược lên tí nữa thì tông đổ cột đèn thì thắng này húp cháo mà đền cho người ta viết sửa xe hoàng gắt lên với em trai rồi hợm hực trèo lên đánh xe xuống lòng đường màng châu minh còn giáo dác tìm kiếm xung quanh thêm lần nữa lạ thật rõ ràng ông ta vừa đi cắt ngang đầu xe chẳng nhẽ mình bị ảo giác nhưng mà ông ta nhìn quen thật, đã gặp ở đâu rồi chứ? Mình tự lầm bầm ở trong miệng. Nghe tiếng gọi xe thức dục của Hoàng Minh lật đật trèo lên xe mà không quên ngoái đầu lại nhìn, tìm người đàn ông vừa biến mất ngay trước tầm mắt của mình. Về đến nhà, hai anh em liền đi tắm và thả mình xuống giường, đánh một giấc trong lúc chờ người giao đồ ăn nhanh tới. Ngồi khoảng 15 phút thì có tiếng chuông cửa. Đoán chừng shipper gọi cửa cho nên Minh tự giác lồm cồm bỏ dậy, lần mò bám vào lan can đi xuống tầng để nhận đồ ăn. Vì cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt. Bấm cửa cuốn lên ánh nắng chói chang ngất thẳng vào mặt, khiến cho Minh phải nhắm mắt lại. Cố gắng giữ cho người không đổ xuống khi ánh nắng càng làm cho đầu của anh muốn nổ tung. Người shipper già đang đứng ngay trước cửa chăm chút nhìn Minh rồi ái ngại hỏi. Anh không sao chứ có cần tôi giúp gì không? Dạ cảm ơn chú, cháu hơi nhức đầu một chút cho cháu xin đồ. Mình đón lấy bịch đồ ăn từ tay của shipper, cẩn thận kiểm tra đủ các món rồi móc tiền ra trả. Thế nhưng khi vừa ngước mắt lên thì anh bỗng nhiên giật mình lùi lại đằng sau. Bịch đồ ăn cũng rơi bụm xuống chân đổ nước linh lắng. Người shipper già vừa nãy vẫn còn đang đứng đó. Khuôn mặt bây giờ đã là một người khác. Và người đó chính là người chỉ mấy tiếng trước vừa được phát hiện chết với con dao cắm trên ngực, bác sĩ Tú của nhà hàng xóm. Tần thần của minh buồn rùn lạnh hết cả súng lưng, dù ngoài trời đang nắng nóng đến 40 độ. Nhưng một luồng điện vừa xẹt qua đầu khiến anh trở nên bất động. Mất hết cảm giác, chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn người shipper mang khuôn mặt của bác sĩ Tú. Này, đồ hết thế này rồi thì lấy gì mà ăn? Hôm nay mày cứ sao thế hả? tiếng quát của hoàng từ đằng sau giúp minh sực tình trở lại anh lắp bắp chỉ tay vào người shipper rồi thều thào anh hoàng đó đó là ai là ông shipper nữa chứ ai trời ạ à, cứ như gặp ma vậy giờ dạ, rồi lấy gì ăn giờ dạ, anh còn phải đi làm mày đúng làm hoàng thức tối nhìn đống đồ ăn ngổn ngang dưới nền nhà rồi đi thẳng vào bên trong minh nhìn theo bóng người shipper vừa đứng đó đã chạy xe khuất khỏi tầm nhìn mình làm sao vậy trời không lẽ lại nhìn nhắm mình tự nhủ nói rồi mình lấy một cái chổi dọn dẹp mớ hỗn độn mà bản thân đã gây ra rồi xuống bếp định lục tìm mì nấu ăn tạm trên bếp hoàng đã đặt sẵn nồi nước cùng hai bát mì lên trên thế mình vừa bước vào thì tiếp tục lại nhài cơm đến miệng rồi còn làm đổ mày còn hai gói mì đã úp ăn tạm sao mày đi ngủ cho lại sức anh trực ca tối khỏi chờ cửa mày ăn uống tử tế vào thanh niên 28 tuổi đầu mà cứ eo lá như là tàu lá chuối có chán không? Biết là anh trai của mình đang vừa mệt vừa bực cho nên Minh chẳng dám cãi. Dù rất mệt nhưng vẫn cuồn cút lại bàn bóc gói gia vị đổ vào bát mì trong lúc Hoàng úp thêm hai quả trứng. Mình biết anh trai của mình tính khí nóng nảy nhưng lại rất thương em. Thế nên dù ở chung bị ăn mắng suốt ngày mà chẳng bao giờ dám bật lại. Ăn uống xong xuôi thì Hoàng bê hai cây bát ra rửa rồi khoác áo tới bệnh viện làm việc. Có lẽ Hoàng cũng đã quen với guồng công việc căng thẳng ở bệnh viện. Thường thức thâu đêm suốt sáng để trực, cho nên là đêm qua có mất ngủ thì bây giờ anh vẫn có sức để lao vào công việc. Cẩn Minh là dân IT, đáng nhẽ hôm nay vẫn phải đi làm, nhưng vì phải lên công an lấy lời khai cho nên đành nghỉ một hôm. Thời gian vừa qua mình đã cài liên tục trong một dự án, những tưởng được ngủ bù một hôm thì lại xảy ra chuyện, Thế nên lúc này toàn bộ cơ thể dịu dã Chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau Mình nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Và buồn cơn ác mộng kéo đến Anh mơ thấy mình trở lại căn nhà hàng xóm vào dạng sáng, sáng hôm nay Xung quanh dưới chân đều là máu Cây xăng của bác sĩ tú cùng con dao cắm trên ngực từ từ ngồi dậy Đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Minh Mình vốn rất sợ máu Do ám ảnh từ vụ tai nạn hồi nhỏ Thế nên khi thấy lại cảnh này, anh chỉ muốn chạy trốn nhưng chân chẳng thể nhấc lên nổi cái xác của bác sĩ tú ngồi dậy máu từ vết thương ở trên ngực cứ chảy ra thành dòng nhộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng rồi bàn tay của tú với lấy tay của minh lắc lắc như thể cầu xin điều gì đó minh nhìn xuống cánh tay của mình cũng dính đầy máu và buồn rồn hết cả người miệng u ớ muốn kêu lên mà chẳng thể nào trong khi đó cái xác của vị bác sĩ lại bò lết ra ngoài cửa để lại trên sàn nhà những vệt máu kéo dài. Còn Tú vô thức đi theo như là bị thôi miên. Cây sắt của Tú lết lên tầng mái của ngôi nhà rồi từ từ đứng thẳng dậy, trèo hẳn lên mấy chậu rau, nhìn thẳng ra bên ngoài không chung. Mình cũng đứng ngay đằng sau chầm chút quan sát từng hành động của Tú rồi làm theo. Khi mình đứng được lên mấy chậu rau xanh và nhìn theo hướng của Tú đang nhìn, từ góc này có thể trông sang được sân thượng của ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà đó cũng được thiết kế sân thượng tương đối giống với nhà của bác sĩ tú và có lẽ hai gia đình này thân nhau cho nên chuồng cọp ở sân thượng còn được lắp một cánh cửa có khóa trong trường hợp cấp bách thì người từ nhà này có thể dễ dàng trèo qua nhà kia mà không cần đi từ cửa chính cái xác máu mè của tú lúc này không còn u buồn như lúc nãy nữa mà trở nên đầy thù hận mình cũng cảm nhận được rất rõ tú đang run lên vì giận đôi mắt đỏ như là ngay hòn máu nhìn chăm chăm vào ngôi nhà bên cạnh rồi anh ta rút con dao trên ngực chạy thẳng về phía sân thượng bên kia máu từ miệng vết thương của tú như được thông dòng chảy ra ỏng ọc ướt tanh đến lợm giọng rồi chảy lan sang cả người của minh xung quanh mình bây giờ đều là máu anh chìm dần trong một màu đỏ tanh đồng mà không thể kêu lên một tiếng kêu cứu mình cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vũng máu rồi hụt chân ngã sóng xoài xuống đất. Còn lúc đó mình cũng thoát khỏi cơn mộng mị, lồng cồm bò dậy ngồi tựa vào chân giường. Cú hụt chân vừa rồi đã khiến trong binh rơi từ trên giường xuống nền nhà đau điếng. Anh cố lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, rồi thất thần nhớ những gì mình gặp trong mơ. Mình nên làm lạ lắm bởi bình thường công việc bận rộn, Tú và Minh cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Nếu có gặp cũng chỉ là chào hỏi xã giao ấy vậy mà tú vừa mất minh lại liên tục gặp lại anh ta kể cả trong mơ và khi còn thức nhưng rồi minh tự chấn an bản thân chắc vì anh vừa đối mặt với một xác chết đầy máu me nên bị ám ảnh sinh ra ảo giác chứ quả thần chẳng có gì nghiêm trọng ngó lên đồng hồ treo tường đã chỉ tới 4 giờ chiều minh người oải đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn cơ thể vì có lẽ hôm nay anh đã bắt nó phải trải qua quá nhiều biến cố kinh hãi. Mấy ngày sau, Minh lại bị cuốn vào một dự án mới, thường xuyên phải tăng ca, cho nên anh mang ba lô tới ở trong ký thúc xá của công ty, vì đường từ khu công nghệ cao về nhà cũng phải đến 40 cây số. Công việc bận rộn khiến Minh quên luôn cả vụ án của bác sĩ Tú và giấc mơ khủng khiếp mà ngày hôm đó anh đã gặp. Tăng ca suốt 4 ngày liên tục, Minh và nhóm người mới nghỉ được một hôm trong lúc chờ phản hồi của đối tác về bản demo của sản phẩm. Nghe tin Minh được nghỉ hoàng đích thần tới đón em trai, gia đình ra về nhà bố mẹ đẻ ăn uống một bữa vì lâu rồi hai anh chưa về. Trên đường đi thì Hoàng buồn miệng bắt chuyện với Minh cho đỡ chán. Từ hôm nhà Tú Hòa có chuyện khu nhà mình bỗng nhiên tấp nập hẳn, ngày nào cũng có nhà báo và cả công an dò hỏi tin tức Nghe đầu người ta đã kết luận rằng Tôi định giết vợ nhưng rằng có thế nào bị cái hòa nó xin lại Giờ nghe đầu cái hòa hình như bị truy tố tội giết người Do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng Nhưng mà nó không nghe Nó thuê luật sư bảo vệ Mà lại thuê đúng ông Tuấn ngay sát nhà Minh ngửa cây ghế ra sau thêm một chút Rồi lốt lại não nhớ về vụ việc hàng xóm Anh tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi Thế anh em mình có chăm của tòa triệu tập làm chứng chưa anh? mà ông Tuấn luật sư có vẻ thân nhà đó nhỉ? Cửa trên sân thượng còn thông nhau cơ mà. Chưa, đó là nghe bảo thế chứ muốn ra tòa cũng phải mấy quy trình nữa cơ. Sao đã xử nhanh như vậy? Mà chú biết hai nhà đó thân nhau sao? Còn biết cả sân thượng của nhà người ta thế nào? Lúc này mình mới nhớ ra là mình đang lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực, liền cười trừ cho qua. Thì em đoán vậy, ông Tuấn bằng tuổi ông Tú với cả anh nhỉ, chắc là cũng là luật sư giỏi, Thế bảo tự mua nhà ở đây, bố mẹ ở quê cũng vất vả lắm. Ờ chắc là giỏi thì cái hòa nó mới nhờ. trước ông Tuấn này từng giúp ông Tú một vụ bị bệnh nhân kiện cho nên mang ơn. Lúc mua nhà cũng giúp đỡ cho một ít tiền bạc gì đó. Đây là lần ăn thất niên anh nghe kể vậy. Do đã tặng cả liên tổng cho bên mình cũng hơi buồn ngủ. Anh vừa nghe anh trai kể chuyện vừa lim dim mắt để nghỉ ngơi. Thế nhưng khi vừa chập chờn giấc ngủ anh bỗng nghe văng vẳng bên tai một tiếng nói của đàn ông. Tôi không giết người tôi bị oan. Minh bàng hoàng mở mắt ra gấp gáp hỏi anh trai. Anh có nghe thấy gì không? Hoàng vẫn đang tầm trung lái xe ngạc nhiên nhìn, nhìn Minh mặt biến sắc rồi đáp. Có, có tiếng radio sao vậy? Không, tiếng của người đàn ông cơ. Nghe quen quen mà em chẳng nhớ ra là ai. Làm gì có tiếng của ai? Mày mơ ngủ nhanh thế. Biết mình có nói gì chắc Hoàng cũng chẳng tin cho nên Minh đành thỏa hiệp với lý do anh trai của mình vừa đưa ra. Nhưng mà trong lòng chợt nổi lên một cảm giác rờn rợn mơ hồ. Từ đó cho tới lúc về nhà bố mẹ đẻ, Minh chẳng còn dám ngủ nữa mà căng mắt lên nhìn hai bên đường. Mãi mít đuổi theo những suy nghĩ đầy khó hiểu. Từ hôm đó sau khi ăn cơm xong thì hai anh em của Minh và Hoàng lái xe về nhà ở trung tâm thành phố ngủ vì sáng mai Hoàng vẫn còn phải đi trực sớm. Hôm nay trời không còn oi nóng nữa mà đang có cơn rông cho nên mát mẻ hơn. Mình vẫn yên tâm ngồi ở ghế phụ nhưng không dám ngủ vì sợ biết đâu lại nghe thấy tiếng nói kỳ lạ nào đó. Trời càng về khuya thì gió càng to, ngoài đường tối đen như mực vẫn người qua lại. Mình đưa mắt dõi theo những hạt mưa bắn vào cửa kính, cố căng mắt lên để không cho hai mí mắt của mình sụp xuống. Khi xe vừa vòng vào khu nhà liền kề, thì từ bên đường có một người đàn ông lầm lỗi đứng dưới đèn đường vàng vọt, nhìn vào ngôi nhà của đôi vợ chồng vừa có biến cố. Minh liền rồi mắt vài lần cho chắc rồi kêu lên. Này, ai đấy anh nhỉ? Mưa gió thế này sao lại đứng đó? Hoàng cũng cố nhìn xuyên qua màn mưa theo hướng tay chỉ của Minh nhưng chẳng thấy gì cả. Liền nhún vai ngạc nhiên rồi nói. Chả thấy ai cả, Mai nghỉ mày tranh thủ lên bệnh viện Anh dẫn đi khám mắt Với lại sức khỏe tổng quát đi Dạo này anh thấy mày toàn nhìn quả hóa quốc Lúc nào cũng tưởng tượng ra nghe vinh nhìn thấy cái gì không đâu Ở kìa người ta vẫn còn đứng đó Ngay trước cổng nhà tú hòa đấy thôi Chiếc xe của hai anh em lăn bánh đến nơi Hoàng đứng dậy ngay trước cửa của nhà hàng xóm Rồi quay sang nhìn Minh để nghi hoặc Ai ở đâu? Hay là mày thấy ma? Chứ nếu như là người thì anh cũng phải thấy chứ. Nhưng mà rõ ràng người đàn ông vẫn còn đang đứng trước cửa nhà của vợ chồng tú Hòa. Khi nghe tiếng xe của Hoàng dừng lại, ông ta từ từ xoay người nhìn thẳng vào Minh với một khuôn mặt trắng nhợt. Hai hồ mắt đen sầu hùn hút, không có để Minh nhận ra người đàn ông đó là ai. Và anh kinh hại lắp bắp chỉ tay về người đó mà kêu lên, là, là anh Tú trời đất ơi. Nghe mình thẳng thốt như vậy Hoàng cũng vội vàng nhìn ra ngoài mưa cô nhún người lên ngó qua người của minh nhưng mà quả thật anh chẳng thấy người nào cả nhưng hoàng hiểu em trai của mình chẳng bao giờ bày ra trò đùa ngớ ngẩn này cho nên lo lắng vỗ vào vai của minh nghiêm giọng hỏi mày nhìn kỹ lại xem nào hay là trộm đang đói kém thế này trộm nó mà rình mò thì ốm người đấy hoàng vừa nói xong thì người đàn ông đó cũng bỏ đi về cuối con đường và từ từ khuất bóng dưới màn mưa dày đặc với khoảng cách chỉ mấy mét từ lòng đường trông vào cho nên mình chắc chắn không thể nhìn nhầm được nhất là khuôn mặt tái dại đó anh thở gấp một hơi rồi quay sang nhìn anh trai của mình ngờ vực hay là anh đưa em đi kiểm tra thần kinh đi chứ không nhẽ em vừa gặp ma người đó chính là bác sĩ tú cái người vừa đứng đó là bác sĩ tú đấy anh ạ à. trời đất tên mày nói cái gì vậy minh ma cỏ nào hay là làm nhiều quá bị mụ đâu rồi sinh ảo giác thôi bây giờ về mày đi ngủ ngay cho anh nếu mà vẫn thấy xuất hiện ảo giác Thì anh đưa mày đi kiểm tra não xem có vấn đề gì không Nghe anh của mình nói vậy thì Minh bất an vô cùng Hoặc là anh đã gặp ma Hoặc đúng như Hoàng nói Anh đã mắc một chứng bệnh nào đó về não gây ra ảo giác Nhất là thời gian gần đây Mình liên tục bắt gặp hình ảnh của người hàng xóm xấu số Mới chích không lâu Hoàng cũng lo lắng không yên Anh đánh xe vào gara rồi đi cùng Minh lên tầng 2 dù mình đã là thanh niên 28 tuổi Nhưng mà Hoàng vẫn có thói quen chăm sóc như đối với một đứa em trai nhỏ Nhất là sau cái vụ tai nạn giao thông 20 năm trước Hoàng lại càng theo sát em của mình hơn Thế Minh tỏ ra mệt mỏi sắc mặt tái nhợt Hoàng vội đi cắm nước nóng và pha một cốc mật ong Mang lên để cho em trai uống cho dễ ngủ Xong xuôi Hoàng trở về phòng của mình Mà không quên căn dặn Minh Phải chú ý theo dõi sức khỏe của bản thân Cơn mưa bây giờ cũng đã bớt nặng hạt, chỉ còn những giọt mưa lác đác giúp cho không khí mát mẻ dễ chịu. Và nhờ tác dụng của cốc nước mật ong ấm, mình dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Khi anh đang say giấc thì ngoài cửa lại có tiếng cạch cạch đều đều, như là ai đó đang gõ vào khung sắt của lan can ban công. Nằm im lặng lắng nghe một lúc, tiếng gõ vẫn không dừng lại, mình lấy hết dũng khí bước xuống giường và đi ra mở cửa ban công kiểm tra và có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất hiện tại vì anh suýt nữa té xỉu khi thấy ở ban công nhà bên cạnh chính là bác sĩ tú đang đứng bám vào lan can cùng với con dao cắm trên ngực đưa cái mắt hố đen đục nhìn minh ở khu liền kề này nhà xây sắt với nhau vách nhà này sắt vách nhà kia và tất cả mặt ngoài đều phải xây theo một lối kiến trúc bắt buộc thế nên khoảng cách của minh và người hàng xóm cũng chỉ độ hơn một mét thậm chí minh còn có thể người thấy mùi máu tanh đồng phẳng phất trong bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa mình quá sợ hãi không còn nhấc chân lên nổi mắt trần tròn nhìn bóng ma của bác sĩ tú khi từng đợn cái ốc nổi lên anh anh sao cứ tìm tôi làm gì lúc còn sống tôi có làm gì lỗi với anh đâu hồn ma của tú vẫn đứng yên nhìn minh khuôn mặt dưới ánh đèn đường hắt vào trở nên tiểu tụy. đáng thường chứ không còn dáng vẻ hồng hào giữ tướng như lúc tú còn sống minh lặp lại câu hỏi của mình anh muốn gì ở tôi sao cứ đi theo tôi như vậy tôi không giết người chúng nó hại tôi tôi bị oan hãy giúp tôi vì mỗi cậu mới có thể nhìn thấy tôi xin hãy giúp tôi được siêu thoát tôi, phải giúp anh thế nào nhưng anh vừa dứt lời thì một tiếng sấm nổ rền vang lên giữa đêm cùng với một tia sét nên là báo hiệu một cơn mưa rông sắp sửa ập tới và bóng ma của bác sĩ tú cũng biến mất cộng với tia xét vừa rồi Mình bây giờ cơ thể mới hoàn toàn được thả lỏng tự do anh ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo thở hồn hển vì trái tim vừa trải qua mấy phút giây làm việc quá tải khi đã lấy lại được bình tĩnh minh vội vàng chốt cửa ban công trải lại bàn làm việc mở máy tính lên tìm kiếm một số thông tin về linh hồn siêu thoát và cả những bài báo viết về vị bác sĩ nhà khoa nổi tiếng quả thần trên mạng để những thông tin liên quan đến bác sĩ Tú trước và sau khi chết. Khi mất một lúc mình đã lần mò ra được trang Facebook của Tú cũng như vợ anh. Ở trên Facebook bác sĩ Tú hoàn toàn đăng những bài viết hướng dẫn về chăm sóc răng miệng, giới thiệu chuỗi phòng khám nha khoa mà anh ta làm chủ. Kéo về khoảng thời gian trước một chút cách đây 4 tháng, tôi có đăng một bức ảnh chụp cùng vợ vào phiếu siêu âm đen trắng để khoe gia đình vừa đón được một thiên thần. Trông họ thực sự rất hạnh phúc chỉ không ngờ vài tháng sau một gia đình hạnh phúc như vậy lại tan nát người chết kẻ chuẩn bị hầu tòa minh cẩn thận lưu trữ toàn bộ những bài báo liên quan và một số bài đăng trên facebook của bác sĩ tú sau khi hoàn thành công việc minh nhắm mắt lại tự thì thầm cầu nguyện nếu anh chết thiêng thì hãy chỉ đường để tôi có thể giúp được anh nhưng mà làm ơn đừng xuất hiện với thân ảnh máu me như vậy tôi hứa sẽ giúp anh bằng mọi giá Nói rồi mình tắt máy tính leo lên giường ngủ tiếp khi mà đồng hồ cũng vừa điểm đến 5 giờ sáng. Và từ đó Minh chẳng còn mộng mị hay là nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Anh có thể yên ổn ngủ một giấc đến tận 10 giờ mới dậy, đánh răng rửa mặt ăn đĩa cơm rang đã được Hoàng chuẩn bị sẵn. Ăn uống xong lại thêm một cốc cà phê cho tỉnh táo đầu óc. Minh liền ngồi vào máy tính và tiếp tục công cuộc làm thám tử của mình anh dành hàng giờ để tìm hiểu trang cá nhân của cô giáo hòa vợ của tú vì theo lời của linh hồn tú thì anh ta bị oan như vậy chỉ có thể cái chết của tú chính là do hòa gây ra một cách cố ý chứ không phải đơn giản chỉ là phòng vệ hơn nữa lời khai của mọi người đều nói rằng đã nhìn thấy bác sĩ tú cầm dao dọa giết vợ nhưng đâu có ai nhìn thấy rõ mặt của tú đâu mọi người đều đang phán đoán dựa theo cái bóng in trên rèm cửa kính Chính mình cũng từng lầm tưởng vào mặc định cái bóng kia là của Tú, nhưng cũng có thể là anh sai lắm chứ. Như vậy mình lại càng chắc chắn cái chết của người hàng xóm có gì chưa rõ. Cũng không biết bên cơ quan điều tra đã phát hiện ra những gì, nhưng mà vẫn quyết định tự bản thân của anh sẽ đi tìm chân tướng của sự việc. Trái với Facebook của chồng, cô giáo hòa thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và tỏ ra là một người vợ được chồng cưng chiều trong nhúc lụa. Tuy nhiên chẳng bao giờ Hòa đăng rõ mặt hoặc ảnh chụp chung với chồng, mà hầu hết là ảnh chụp những món quà đắt tiền, check-in ở những địa điểm nghỉ dưỡng xa xỉ, vì mấy câu thả tính ngôn tình ở dưới mỗi bức ảnh nóng bỏng của mình. Mình còn thấy ở dưới mỗi bài đăng Hòa có body thay thả tính xín sầm đều có một khoản tiền có tên là Zonadam vào like hoặc là comment hình ảnh cười anh cũng kiểm tra tài khoản của john adam thì phát hiện ra nó chỉ kết bản duy nhất với một người là hòa lẽ làm lạ là minh sớt tìm thử cái tên lạ lẫm này và bất ngờ trong các kết quả liên quan anh tìm thấy một thông tin khá thú vị đó chính là phó tổng thống đầu tiên và là tổng thống thứ hai của hoa kỳ từng là một luật sư và cũng có tên là john adam tự dưng minh nhớ về giấc mơ ngày hôm nọ khi mình theo tú lên sân thượng hai người đã đứng nhìn sang ngồi bên cạnh. Đó là nhà của luật sư Tuấn, người cũng rất thân thiết với gia đình của vợ chồng Tú. Trong đầu của anh bỗng hiện lên một kịch bản khiến anh dùng mình kinh hãi. Người máy tính cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ, nhắc thấy ngoài trời lại chuẩn bị có cơn rông. Minh vội vàng rời khỏi bàn làm việc chạy lên tầng áp máy để thu quần áo vào như lời của anh trai dặn lên đến nơi minh tần ngần suy nghĩ một lúc rồi tu hành người ra ngoài lan can để nhìn sang tầng áp mái nhà bác sĩ tú những ngôi nhà liền kề này tuy có kiến trúc mặt ngoài giống nhau nhưng ở bên trong gia chủ hoàn toàn có thể thay đổi thiết kế thế nên nhà của minh thì phần giáp mái với bác sĩ tú có thể xây tường ngăn cách hoàn toàn còn nhà của bác sĩ tú và của luật sư tuấn thì chỉ xây tường ở mặt trước như các nhà khác còn phía sau sử dụng chuồng cọp bằng sắt Tuy nhiên là vị trí Minh đang đu bám cũng chỉ nhìn sơ qua được một chút. Chứ không thể nhìn rõ đường sâu trong tầng áp mái của nhà bác sĩ Tú có cánh cửa sắt thông sang nhà luật sư Tuấn hay không. Mình thất vọng trèo vào thức quần áo xong thì về phòng tìm cái gậy selfie dạo trước mua phục vụ của người yêu cũ vẫn còn đang cất trong ngăn kéo rồi chạy lên tầng áp mái để tiếp tục công cuộc khám phá nhà hàng xóm. Đầu tiên mình gắn điện thoại vào cây gậy selfie, thông qua bên nhà bác sĩ Tú quay video lại toàn cảnh bên trong tầng áp máy. Sau đó điều chỉnh quay được mọi góc độ và nhanh chóng trở lại phòng để xem thành quả vừa thu được. Và quả nhiên không có bất ngờ tầng mái của nhà bác sĩ Tú và nhà luật sư Tuấn y hệt như những gì mình đã thấy trong giấc mơ. Lúc này ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, mình đứng tựa nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng đầy tâm sự. Giờ tôi phải làm gì tiếp mới giúp được anh Hà Tú? Bỗng mình giật mình khi mà có tiếng gõ bàn phím máy tính lạch cạch vang lên, đèn trong phòng cũng chập chờn nhấp nháy liên tục. Anh hoang mang nhìn lại chiếc máy tính trên bàn, một dãy chữ đã xuất hiện từ bao giờ trên màn hình, 1008 số 15 Phan Chu Trinh. Là sao anh muốn tôi đến đây phải không? Minh liền thốt thoảng kêu lên. Tất nhiên chẳng có ai trả lời câu hỏi của Minh, anh thấy trong lòng nóng như lửa đốt mà kệ cơn mưa đang xối xả minh liền phóng xe máy chạy đến địa chỉ 15 phan chu trinh đến nơi đó là một tòa chung cư cao cấp mới được đưa vào sử dụng minh chạy thẳng xe xuống hầm gửi xe sau đó định lên căn hộ 1008 kiểm tra nhưng mà lại không hề có thẻ cư dân ở đây bảo vệ cũng được đào tạo rất chuyên nghiệp chắc gì mình nhờ mà người ta cho lên Kể có lên đường căn hộ đó thì cũng chẳng có chìa khóa mà vào. Mình đánh đò một lúc lại thấy xe chạy ra chợ, mua một chiếc áo của shipper. Sau đó thì xách túi đồ vào sảnh trực của bảo vệ, lần là hỏi dò tin tức. Anh ơi, cho em hỏi một chút. Mưa gió mãi mới nhận ra được một quốc ship hàng mà gọi mãi, khách không có nghe máy. Anh làm ơn cho em lên gửi hàng cho khách được không? Anh bảo vệ ngước mắt lên nhìn Minh một lượt rồi lắc đầu từ chối. Cậu thông cảm đi Quyết định ở đây không cho shipper mang đồ lên tầng Cậu thử bấm gọi lên nữa xem Trời ơi của em ứng hơn 600 ngàn tiền hàng Mà bây giờ gọi khách không nghe suốt ruột quá Nghe vậy anh bảo vệ cũng lấy làm thương cảm Thế Minh người ngợm đầu tóc nước mưa ướt đẫm Tay ôm bọc ni lông mà càng thêm xót xa Rồi bảo Minh ngồi vào trong ghế chờ một lúc cho đỡ mưa rồi hãy đi Biết đâu khách cũng gọi lại Thế có địa chỉ cụ thể không? Hay là tí nữa giao ca xong mà khách cậu chưa có gọi thì tôi thử lên nhà xem cho. Biết đã lấy được niềm tin của anh bảo vệ, được lời như là cười tấm lòng Minh bắt đầu lân la dò hỏi. Nhà 1008 anh ạ, à, em có số di động mà không biết là có phải định bom hàng hay không mà em gọi không có thèm nghe máy. Vừa nói Minh vừa chia điện thoại đập bấm sẵn số khắc của mình cho anh bảo vệ xem. Anh bảo vệ liền thốt bụng liền mở sổ theo dõi cư dân rồi bảo. Ở ờ, khách cậu là ông Ngô Anh Tuấn hả? Nhưng mà tôi thấy chủ nhà này lâu lâu mới qua đây cùng vợ, chứ không ở thường xuyên. Thỉnh thoảng họ ghé qua vào cuối giờ chiều thì đi, mà hôm nay cũng chưa có thấy đến. Chắc là đang đi đường cho nên cậu không gọi được là phải thôi. Ồ thế hả? Chắc là vợ anh ấy đặt hàng anh ạ. Không biết là nay họ có về đây không? Không về thì chết em rồi. Cũng chưa có biết, lâu rồi không có gặp vợ chủ nhà, cũng phải cả tuần nay rồi mà chỉ vợ ăn mặc sành điệu lắm. Chồng lại làm luật sư nên là chắc là không đến nỗi bom hàng của chú em đâu. Cư dân còn bầu anh chủ nhà này vào ban quản trị cơ mà. Anh bảo vệ tỏ ra thông cảm rồi động viên minh. Mình suy nghĩ một chút rồi dè dặt hỏi anh bảo vệ. Dạ anh, trường hợp mà em không gọi đường cho chị chủ nhà, anh cho em xin số của anh chồng được không ạ? À? Em nhờ anh ấy nhận hộ toàn đồ công nghệ cho nên chắc cũng đặt cho anh ấy thôi. Anh bảo vệ tốt bồng đánh đò dày lát nhìn Minh cũng có vẻ thật thà lại gầy gò khắc khổ. Cho nên giang hiểu Minh ngồi lại gần đó nói nhỏ. Quy tắc là không được đâu. Nhưng mà thấy cậu cũng tội nghiệp tôi phá lệ một lần. Đây cậu tự ghi đi. Nói rồi anh bảo vệ chỉ quyền sổ ghi thông tin của cư dân trong tòa nhà ra. Minh vội vàng bấm lưu lại số của chủ hộ 1008 rồi rối rít cảm ơn. Và ngồi đợi thêm một lúc mình thất thểu đứng lên chào anh bảo vệ và chèo lên xe ra về vì đợi mãi chủ nhà 1008 vẫn chưa xuất hiện. Khi thay xong bộ đồ ướt sũng nước mưa và ngồi cuộn tròn trên giường, lúc này Minh mới lôi điện thoại ra xuất thử số điện thoại của người chủ nhà 1008 mà anh bảo vệ vừa cho lên mấy ứng dụng phần mềm nhắn tin và đúng như dự đoán bức ảnh đại diện của chủ sở hữu số điện thoại này là của luật sư Ngô Anh Tuấn, cũng chính là hàng xóm của Minh từ lúc nghe người bảo vệ đọc tên của chủ căn hộ 1008, mình đã chắc chắn đến 90% người đó là anh Tuấn luật sư trong khu nhà mình. Mình tiếp tục vào tìm thông tin của anh hàng xóm trên phần mềm tin nhắn. Bình thường hai người hầu như không giao tiếp gặp gỡ vì công việc ai cũng cực kỳ bận rộn. Có khi đi từ sớm đến khuya hoặc đi vài ngày mới về. Cho nên là Minh cũng chỉ mới biết tên và nghề nghiệp của Tuấn chỉ chưa có cơ hội để hỏi sâu. Lần mò một lúc thì Minh cũng tìm được Facebook của vị luật sư nhà hàng xóm. Trên trang cá nhân hầu hết chỉ đăng vài bài viết giới thiệu về văn phòng luật sư mà anh ta đang làm việc và khoe mấy vụ án đã tham gia bảo vệ thành công. Minh đặc biệt chú ý tới logo của công ty luật trong bức ảnh đại diện của luật sư. Cho nên lên Google gõ tìm công ty này để xem cho rõ. Ban đầu lướt qua thì mình nghĩ logo của công ty này là chữ viết tắt của từ Anh Tuấn. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì mới thấy hai chữ GA lồng vào nhau. GA, Jonadam, đúng không? Mình tự hỏi chính bản thân của mình. Mình đã bắt đầu ngờ ngợ nhận ra sự liên quan của những sự kiện mà hôm nay anh tìm thấy. Như có một sợi dây xuyên xuyên giữa các manh mối này, nhưng anh chưa nắm được nút thắt để mà gỡ nó ra. Mình nhớ người bảo vệ chung cư từng bảo Tuấn thường về nhà cùng với vợ. Nhưng mà từ trước đến nay, mọi người vẫn biết anh luật sư Tuấn đẹp trai hào hoa còn độc thân. Vậy người vợ đó là ai? Có khi nào giữa luật sư Tuấn và Hòa có mối quan hệ mờ ám? Nếu Tuấn có một nick phụ trên Facebook chỉ dành riêng để kết bạn và tương tác với Hòa, thì khả năng cao bọn họ không chỉ đơn giản là hàng xóm. Càng phân tích, Minh lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là có căn cứ, và quyết định ngày mai sẽ quay lại chung cư kia để kiểm chứng. Vừa hai hôm sau cũng là chủ nhật được nghỉ, nhưng mà hôm nay Minh không khoác chiếc áo shipper mà lục tìm một chiếc ví cũ rồi nhét vào bức ảnh chụp cô hòa hàng xóm để in ra từ tối. Xong rồi thì chạy lên tòa nhà chung cư ở 15 Phan Chu Trinh để dò hỏi tin tức. Mình biết là những chung cư cao cấp như thế này chắc chắn để hỏi thông tin cá nhân của một cư dân là rất khó Thế nên anh mới bày ra đồ trò để không bị ai nghi ngờ, lại dễ dàng moi được nhiều thứ mình cần. Sau khi gửi xe ở tầng hầm, Minh đi bộ lên sảnh gặp anh bảo vệ trẻ. Mình đi bộ lên sảnh gặp anh bảo vệ trẻ đăng trực, rồi rút chiếc ví đã chuẩn bị sẵn ra giờ vừa hỏi. Cậu làm ơn cho tôi hỏi có phải chị này là người ở đây không? Tôi nhận được chiếc ví ở dưới hầm xe, đoán chắc là cư dân của nhà mình. Cậu bảo vệ lật chiếc ví ra chăm chú xem dõi bức ảnh của Hòa và Minh in từ Facebook rồi nói Chị này hình như là người ở đây nhưng mà em cũng không rõ là nhà nào Thỉnh thoảng hai vợ chồng mới về đây ở chơi một lúc rồi lại đi Chứ không có cư trú thường xuyên cho nên em cũng chẳng biết ở căn bao nhiêu Hay là anh chụp lại đăng lên group cư dân chung cư Biết đâu người ta đọc được thì lại liên hệ lại với anh Minh chưa biết trả lời làm sao vì đăng lên sẽ bị lộ tẩy Vừa may lúc đó có một bà cụ đi thể dục về ngang qua. Thế mình với cậu bảo vệ trẻ đang nói chuyện tìm chủ nhân của chiếc ví thì lại chạy lại để nghe ngóng. Bà cụ giật bức ảnh trên tay của cậu bảo vệ, nhà mắt xem xét một lúc rồi hồ hởi kêu lên. À cái chị này là người cùng tầng của tôi, nhưng mà chưa có ở hẳn, chỉ mới dọn đồ qua thôi. Ngày đầu là cuối năm nay bán nhà cũ đi mới chuyển về nhà mới. Tốt quá, nhà cụ tầng mấy à? Nếu đừng cho cháu đi cùng lên gửi lại đồ cho người ta Chứ thấy mất từng đó tiền chắc cũng đang xót của lắm Mình vồn vã hỏi Nhà tôi ở tầng 10 Nhưng mà không chắc hôm nay vợ chồng nhà kia đến đâu nhé À mà cậu nhặt được chiếc ví ở đây thì chắc họ cũng mới tới Sơ sảnh mới dễ mất ví đấy Cậu bảo về trẻ cũng nói thêm Thế anh đi cùng cụ đây lên nhà chị ấy nhé Nếu mà không phải thì cứ mang xuống đây ban quản lý sẽ thông báo lên bảng tin để cho người rơi đến nhận lại. Khỏi phải nói mình như mở cờ ở trong bụng, vội đi theo bà cụ kia lên tầng 10 một cách đường đường chính chính. Thế nhưng vẫn thấp thỏm lo nhỡ lên mà gặp anh luật sư Tuấn ở nhà thì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Câu mày khi bấm chuông căn hộ 1008 mấy hồi mà không có ai ra mở cửa. Mình đứng suy nghĩ một lúc rồi bấm thang máy đi xuống hầm lấy xe ra về như vậy đã có thể xác định được giữa anh chàng luật sư Tuấn và Hòa có quan hệ trên mức bình thường có thể họ đã ngoại tình với nhau nhưng mà việc này thì có liên quan thế nào đến cái chết của tú nếu bây giờ cung cấp các manh mối này cho bên công an liệu họ có tiếp nhận điều tra thêm hay không liệu trong căn hộ 1008 kia còn có bí mật nào nữa Minh nằm vắt tay lên chán để suy nghĩ miên man và chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết đang ngủ say giấc thì Minh cảm thấy chân mình lạnh nhất như có ai đó đang kéo đi vậy. Mình hé mắt ra nhìn thì đứng tim vì ở dưới chân giường là bác sĩ Tú đang ngồi đưa đôi mắt u uất nhìn mình. Anh cần gì? Nhà khoa Tú tín, hãy tới đó mọi sự thật sẽ được phơi bày. Tôi có tiếng nói xa xăm buồn thảm rồi từ từ đứng lên đi ra khỏi phòng. Mình cũng đứng lên đi theo như là một người mộng du và chẳng hiểu bằng cách nào mà chị trước mắt đã thấy đang đứng trước cửa một căn phòng trắng toát bên trong có một người phụ nữ đang gào thét đầy tức giận chỉ tay vào một người mặc áo bờ lưu trắng mặt trời tôi sẽ kiện anh tới cùng đúng là quân giết người con trai của tôi bị nhiễm hiv chính là do sự tắc trách cầu thả của anh chúng tôi sẽ đền bù cho chị thỏa đáng làm ơn hãy rút đơn kiện giá nào tôi cũng sẽ đáp ứng cho chị Người mặc áo và lưu trắng cố gắng xoa dịu tình hình nhưng mà chẳng hề khả quan hơn. Người phụ nữ lại tiếp tục chửi rủa Tiền có mua được mạng sống của con trai tôi không? Có mua được không? Anh trả lời tôi đi. Một tỷ của anh có đổi lại được cuộc đời của con tôi không? Nhất định tôi phải khiến cho anh thân bại danh liệt. Chuẩn bị mà vào tù đi. Nói rồi người phụ nữ bước ra khỏi phòng mặc cho mặc. Mặc cho người mặc áo lưu cố níu kéo lại một lúc sau kính cửa phòng lại được mở ra chính là luật sư tuấn trong bộ vết đen rất lịch sự bước vào người đàn ông mặc áo và tháo khẩu trang mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa để nói chuyện với luật sư tuấn bây giờ minh mới nhận ra người mặc áo và lu kia là bác sĩ tú anh ta trông rất tuyệt vọng hai mắt chúng xuống đầy lo lắng hỏi luật sư tuấn cậu đã có cách nào chưa tiền bồi thường tôi đã nâng lên tận một tỷ rồi mà chị ta không có chịu. Luật sư Tuấn nhếch mép cười một cách bí hiểm rồi trải lên bàn một sấp ảnh và quả quyết. Tôi nói rồi tiền của cậu có nhiều đến mấy cũng không lấp đầy được lòng tham không đáy của bọn họ. Nhưng mà yên tâm, giá của mấy bức ảnh này rẻ hơn nhiều. Tôi đã cho người theo dõi và chụp được toàn bộ việc mẹ thằng nhỏ đó đang lén lút ngoại tình với bản thân của chồng. Chỉ cần đưa cái này ra thì cậu hiểu rồi chứ. Thông minh đấy, thì cậu đúng là được việc nhẹ hết cả người ra Ra giá đi Một nửa giá ông định chi cho nhà kia Việc còn lại là tôi sẽ có cách Để chị ta ép gia đình mình bỏ qua vụ kiện của ông Yên tâm Chỉ cần chi vài chục triệu Chị ta cũng phải nhận thôi Biết làm sao bây giờ Chồng là chùm cầm đồ vay nóng Nếu mà lộ ra xem đứa nào chít trước Chốt Nên xử lý gọn lẹ cho tôi Chỉ còn 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tôi không muốn có bất cứ một hòn đá nào trắng đường. Nếu tôi được vào hội đồng nhân dân quận, chắc chắn danh tiếng sẽ còn tăng hơn. Lúc đó nhà khoa tú tín này không quên ơn của cậu. Nói rồi, luật sư Tuấn và bác sĩ Tú cùng cười đắc ý. Luật sư Tuấn thu gom hết sấp ảnh trên bàn cất lại vào trong cặp, đứng lên chào Tú rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Mình đứng một mình trong góc phòng đang nhìn rõ hết mọi việc vừa diễn ra, tự nhiên trong lòng nổi lên một cơn uất nghẹn mình đang hối hận vì đã đang giúp cho buồn cả bác sĩ mất hết nhân tính như tú anh lại tư vấn lại lòng của mình mày đang làm gì vậy minh đáng nhẽ phải bóp chết cái loại lăng băm thất đức kia đi chứ thế nhưng căn phòng lại tiếp tục có người bước vào bác sĩ tú tức giận ném mảnh đống tài liệu lên bàn của một cậu thanh niên nhưng lạ thầy chỉ mới đó mà bác sĩ tú thay đổi trong bộ trang phục khác mình nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường mà kinh ngạc vì trước mắt thôi đã qua nửa năm. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đang nghe tiếng rằng kèn kết của bác sĩ Tú. Mẹ nó cái bọn mèo mà gà đồng này dám đe dọa ông. Người thanh niên đứng đối diện vội lên tiếng căn ngăn. Anh bình tĩnh đi, em đã điều tra ra được chị Hòa đang làm thủ tục ly hôn và chắc chắn dùng chứng cứ của vụ thằng nhỏ nhiễm HIV ở đây để tống tiền anh. Nhưng mà các chứng cứ đó thì mỗi anh em và luật sư Tuấn nắm được. Em e là bọn họ thông đồng với nhau từ đầu. Có khi việc thằng bé kia cũng là họ dựng lên, chứ phòng gắm của mình luôn tiệt trùng dụng cụ sạch sẽ, không thể làm lây nhiễm HIV khi thăm khám được. Em tiếp tục điều tra lại sự việc này cho anh. Thuê thám tử như nào cứ thuê, anh không tiếc. Lần này anh quyết sanh chín một lần với con vợ đi thỏa của anh. Vừa lúc đó cũng có thêm một người đàn ông bước vào, anh ta chia ra một chiếc USB cho bác sĩ Tú rồi lệ phép báo cáo. Dạ anh, dữ liệu máy quay em đến nhờ bên Mỹ khắc phục lại được, em gửi anh xem. Ngoài ra hai thám tử cũng đã truy ra được 7 tháng trước, chị Hòa đã mua kết quả xét nghiệm HIV giả cho cái thằng nhỏ kia. Dùng tiền mua chục bác sĩ từ âm tính sang dương tính, tất cả đều đúng như là cậu Hiếu đã nghi ngờ anh ạ. À. Nghe xong tôi tức giận tụt cùng mắt long lên sòng sọc đấm mạnh xuống ghế mà giết tên. Anh không nuốt nổi cơn hận này, anh thề phải băm vòng chúng nó ra thành từng mảnh mới hạ giả. Bây giờ tất cả chứng cứ bọn em sao thành hai bộ. Một bộ anh giữ còn một bộ đích thân anh mang đi công an. Mẹ chúng nó, anh phải cho cái thằng luật sư mất dạy nó đi ăn cơm tù. Chứ để cho nó lộng hành thế này chỉ làm xã hội thêm u ấy. Dạ, em đã chuẩn bị sẵn để ngả Bây giờ anh có cần bọn em đi cùng anh đi công an không? Tốt, nhưng mà không cần đi cùng. Bây giờ anh phải về nhà chuyển hết tiền trong kết ra. Kẹo con đàn bà mất dậy đó nó đánh hơi được. Nó lấy cốm hết. Lấy tiền xong anh sẽ đi thẳng đến công an. Nghe tôi nói như vậy thì hai người đàn ông kia vâng dạ rồi ra ngoài. Còn tú mở kết sắt ra cất một tập tài liệu vào bên trong. Một tầm bỏ vào cặp da mang theo bên ngoài. 898909 Minh lầm nhầm đọc lại mật mã kết sắt và cố ghi nhớ cách mở vào trong đầu ngay khi Tú vừa rời khỏi căn phòng. Này, mày ngủ trước mắt đi giờ này còn chưa có dậy nấu cơm hả? Dậy 6 giờ chiều rồi. Một tiếng quát cắt ngang giấc mơ của Minh, anh ngơ ngác ngồi dậy nhìn quanh quất căn phòng, rồi lại nhìn Hoàng đang đứng trước mặt. Chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ đến 6 giờ chiều. Ngó ra bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, mình gãy đầu cười trừ em ngủ quên mất dậy luôn đây anh cứ đi tắm xong xuống có cơm ăn liền càng ngủ càng đần người ra chứ tốt đẹp gì thanh niên mà lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên mày không chăm chỉ vận động đi có ngại tâm thần thật đi chứ không đùa đâu hoàng vẫn tiếp tục cảm giảm khi đi về phòng của mình khi hoàng vừa ra khỏi cửa thì minh cũng ngồi bật dậy vội mở quyển sổ tay ra ghi lại giấy mật khẩu của chiếc kết sắt đã nhìn thấy trong mơ Xong xuôi anh mới yên tâm xuống bếp đặt cơm nấu ăn tối Nhưng mà cũng vì quá hồi hộp cho Minh chỉ kịp lùa bát cơm Rồi lại chạy tót lên phòng tắm Cúi mở máy tính lên tìm kiếm thông tin của vụ kiện ở nha khoa Tú Tín Tuy nhiên có lẽ lúc còn sống tôi đã dùng tiền để các trang mạng gỡ hết thông tin của vụ kiện đó Cho nên hầu như chẳng có tin gì quan trọng Mình nhớ lại hình ảnh của Tú trong giấc mơ lúc chiều khi đó Tú không khoác áo bờ lưu nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà. Tùy áo có theo logo của hãng thời trang gì đó và quần tây đen. Nếu nhớ không nhầm thì lúc Hoàng và Minh phát hiện ra Tú chết trong vũng máu thì anh ta cũng mặc bộ trang phục này. Nhưng hôm nay tại Minh bị chứng sợ máu cho nên chẳng dám nhìn kỹ mà chạy vội ra ngoài. Thế là Minh đành phải sang phòng của anh trai để mà gửi chuyện hỏi lại sự việc của ngày hôm đó. Anh nhớ lúc ông Tú chết mặc cái áo màu gì không? Em cứ bị ám ảnh mãi. Hoàng đang ôm điện thoại chất chít trên giường. Thì em trai có vẻ tò mò về sự kinh khủng của nhà hàng xóm. Thì liền chạy lại cao giọng nhắc nhở. Ông ấy mặc áo nào với việc mày ám ảnh thì có liên quan gì? Quên chuyện đó ra khỏi đầu đi. Nhớ đến rồi lại sinh ra ảo giác. Thì em vẫn chỉ là thắc mắc vậy thôi nhưng mà thật ra em toàn mơ thấy ông Tú mặc cái áo trắng và con dao ở trên ngực kinh hồn lắm. Lúc này Hoàng Minh ngước mắt lên nhìn Minh ái ngại. Thì đúng là ông Tú mặc nguyên bộ đồ Âu áo trắng quần đen mà mày chỉ lít qua có tí cũng bị ác mộng sao? Anh cũng đã quen với việc gặp người chết trong bệnh viện nhưng mà quả thật cái chết của ông Tú vẫn là ác liệt nhất. May mà đích mơ mộng gì đó, trực xong thì về ngủ say chả biết trời trăng gì cả. Hai anh em tiếp tục ngồi nói chuyện một lúc, Minh chào anh trở về phòng ngủ. Nằm đắn đo một hồi, Minh quyết định dậy soạn một email để xin nghỉ phép thêm ngày mai để xử lý nốt công việc của bác sĩ Tú. Sáng sớm hôm sau, Minh phi xe đến địa chỉ của nhà khoa Tú Tín ở trên mạng. Đứng chờ trước cổng một lúc cũng gặp được người đàn ông mà Minh đã nhìn thấy trong giấc mơ chiều qua. Minh liền chạy theo người đó, và chỉ một loại lời hỏi thăm, anh đã đồng ý ra quán cà phê ngồi nói chuyện với Minh. Cậu là thế nào Vinh Tú? Người kia lên tiếng hỏi trước. Tôi là hàng xóm, lúc trước anh em chúng tôi cũng khá thân nhau. Vì không tin anh Tú hành hung vợ, mà chẳng may bị giết cho nên tôi phải tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, để anh Tú được ra đi thanh thản. Người đàn ông kia chăm chú nhìn thấy độ trên mặt của Minh rồi khoanh tay trước ngực nghiêm giọng hỏi Cậu có biết được những gì rồi? Thế người đàn ông trước mặt có vẻ chưa tin tưởng mình Cho nên mình cũng lật luôn bài Tôi đang nghi ngờ vợ anh Tú và gã luật sư tin Tuấn có quan hệ bất chính Anh là trợ lý của anh Tú Chắc chắn anh sẽ nắm được chứng cứ quan trọng Xem ra thì anh cũng biết nhiều rồi đấy Đúng là tôi có toàn bộ chứng cứ về những tội lỗi xấu xa của bọn chúng Nhưng mà rất tiếc chứng cứ trong tay của tôi Để bị một người thân cận nhất của anh Tú lấy trộm nó vì tiền mà phản bội là anh ấy Ngay khi mà anh ấy vừa mới mất Thế nên là tôi đang cần thời gian để tổng hợp lại Tuy nhiên bọn nó đã biết được Việc tôi đang tìm lại chứng cứ Cho nên đã dùng tiền bịt miệng hết những người liên quan minh ngạc nhiên trước những lời khai của người đàn ông kia Anh ôm đầu kêu lên đầy tiếc nuối Có cả việc đó sao? Có phải anh đang nói tới cậu Hiếu? Người kia cũng kinh ngạc nhìn Minh. Sao cậu biết được nó là thằng Hiếu? Chính nó, trước kia nó được anh tú tin tưởng giao bao việc quan trọng nhưng mà vừa rồi nó bị vỡ nợ cá độ tôi đoán là con mụ hòa và thằng tuấn đã mua được nó hòa chỉ là một cô giáo thôi mà sao có thể mưu mô đến mức này nó thì ngu thôi nhưng mà cái thằng tuấn mới là chùm đứng sau giật dây thằng đó đầu óc toàn đá với sỏi thôi tôi nghĩ cái chết của anh tú cũng là do nó dựng nên vì ngay chiều hôm đó anh ấy về qua nhà lấy tiền trước khi đi tố cáo bọn chúng thì xảy ra chuyện Tuy nhiên thì việc này tôi lại chưa có chứng cứ mà bên công an cũng đang điều tra. Hy vọng là họ sẽ lật tẩy được cái bọn khốn nạn này. Người đàn ông vừa nói vừa trở nên hung dữ, vết xèo ngang mặt cũng giật giật từng hồi. Mình dè dặt nói với người đàn ông kia về chiếc két sắt trong phòng làm việc của bác sĩ Tú và ý định muốn mở nó ra xem bên trong có những gì. Người đàn ông kia suy nghĩ một lúc rồi trầm rãi trả lời. Sợ khó đấy, Bên công an đã niêm phong phòng làm việc rồi. Từ ngày anh Tú xảy ra chuyện thì phòng khám cũng tạm thời đóng cửa vì chưa có ai đứng ra điều hành. Con Hòa thì nó ngu chẳng biết gì cả. Có đến mấy lần chỉ chớp nhoáng để thay máu nhân viên rồi lại đi. Hôm nay tôi đến cũng chỉ đi định kiểm tra một chút xem văn phòng thế nào. Chứ phòng anh Tú thì vẫn chưa được phá niêm phong. Đến nước này Minh mới nói ra ý định thật của mình để thuyết phục người đàn ông kia vào trong phòng của bác sĩ Tú Nói chuyện nãy giờ mà em chưa biết tên của anh Nhưng mà thế anh thẳng thắn thì em cũng nói thật luôn Em nghi ngờ trong kết sắt của anh Tú có chứng cứ quan trọng Không phải hôm ấy anh Tú bảo anh chuẩn bị hai bộ chứng cứ sao à Mà anh ấy chắc chắn chẳng mang tài liệu về nhà cất đâu Chỉ có thể là cất trong phòng làm việc thôi Sao cậu biết cả chuyện đó Cậu thân vinh Tú như vậy mà trước nay anh em chúng ta chưa biết nhau Anh tên là Dương, kế toán trưởng của chuỗi phòng khám Tú Tín Ít hơn anh Tú một tuổi nhưng mà đã đầu quân cho anh ấy ngay từ khi mới khởi nghiệp. Giờ vào văn phòng đó thì cũng được thôi. Cộng lắm là phá niêm phong. Nhưng mà anh nói thật với cậu là anh không biết mật mã kết sắt đâu. Anh Tú dù sao cũng chỉ là chủ cho nên tất nhiên là có những bí mật riêng. Minh liền bật cười với anh Dương rồi quả quyết. Anh cho em vào em tự khắc biết mà. Cũng chuẩn bị báo công an luôn đi anh à. Em chắc chắn trong đó có cất giữ chứng cứ bị lật tẩy bọn chúng. Chưa biết mình chắc chắn đến đâu Nhưng mà anh Dương cũng đánh cược tin tưởng một lần Hai người quan sát xung quanh rồi bắt đầu tiến vào bên trong phòng khám và cậy lớp niêm phong ở cửa phòng làm việc của bác sĩ Tú lên vào bên trong. Mình nhớ lại những thao tác đã nhìn thấy trong giấc mơ và hồi hộp tiến lại chiếc kết sắt. Lại hoài một lúc thì cánh cửa sắt cũng bật mở. Mình vui mừng lôi ra một túi tài liệu đưa cho anh Dương. Anh xem đi có phải đây không? Anh Dương cầm lít tập tài liệu từ tay cổ Minh, quay mặt đi nở một nụ cười nham hiểm, rồi rút con dao giấu sẵn trong túi áo, xoay ngoài lại kẹp cổ của Minh xuống đe dọa. Tốt lắm chú em, nhờ mày mà anh mới tìm được cây đống này. Bị bất ngờ Minh hốt hoảng kêu lên, anh lừa tôi sao? Mày còn non xanh lắm, tao đấy cần biết mày với lão tú có quan hệ gì. Nhưng mà xem ra mày rất được việc đấy, tao vì cảm ơn mày vì những gì mày biết quá nhiều ta phải tiễn mày đi một đoạn mới được. Nhìn thấy con dao đã dí sắt vào cổ, hai tay của anh Dương như hai cái kìm sắt kẹp chặt vào thân hình gầy gò của Minh, khiến anh không tài nào cử động nổi. Biết khó mà thoát được, Minh đánh bất lực buông thõng hai cánh tay xuống để tuyệt vọng. Sau anh đã phản bội anh tú, anh đã tìm ra chứng cứ phạm tội của vợ anh ấy cơ mà, sau cuối cùng lại phản bội chủ của mình. Bây giờ ở lại ngay trong phòng khám tú tín muốn giết chết tôi, anh còn là con người không? Sự nhìn Minh đầy giễu cợt và một thời thở khét mùi thuốc lá vào gáy của Minh. Vì tiền có được không? Ta làm cho nó 10 năm nhưng mà lương không nổi 30 củ. Trong khi doanh thu mỗi tháng của phòng khám lên đến mấy tỷ đồng. Đáng lẽ là không có chuyện ta bắn đứng nó. Nhưng vì thằng Tuấn nó đã phát hiện ra việc ta làm giả sổ sách cho nên đành phải... Nó chết rồi là hết. Nhưng mà ta còn phải sống, phải nuôi vợ con, không để cho thằng chó tuấn nó hủy hoại cuộc đời của tao chỉ vì một thằng chủ đã chết được sao tuấn lại biết được việc của anh anh thật đâu có chuyên môn gì chứ dương ngửa cổ lên cười cay đắng hắn cười mà như khắp giọng đầy chua sót thằng đó là một con virus nó luồn lách mua chuộc được gần hết nhân viên đối tác của tú tín thì việc gì mà nó chả biết tiền thì được con hòa cung phụng đầy đủ cho nên nó dùng tiền của tú để mua chuộc giết chết tú khi nó biết được bọn tao nắm được chứng cứ, nó một tay dựng nên sự việc thằng bé nhiễm HIV ở phòng khám này, thì nó bắt đầu tung chiêu bắt bọn tao về ngậm bồm. Còn Tú chắc là nó cũng giết thôi. Đến lúc này Minh đã dần hiểu rất được sự việc. Thật không ngờ một luật sư nhìn tử tế mà lại có thể thâm độc như vậy. Chỉ thức bây giờ Minh như là con cá nằm ở trên thớt. Chẳng biết phải làm thế nào để mà thoát ra được. Dương cao minh lại gần chiếc két sắt rồi nói thêm những lời thừa thãi. Tao sẽ hóa kiếp cho mày ở đây. Ai bảo mày xen vào chuyện người khác làm gì? Nếu công an phát hiện ra một xác người nằm trước két sắt đầy tiền như này, chắc cũng chẳng sao đâu. Lúc đó tao sẽ khai mày là thằng ăn trộm và tao chỉ là phòng vệ quá mức khi mày tấn công thôi. Mày thấy sao? Cái bài này cũng là của luật sư Tuấn dạy anh À? Bất ngờ Dương cười phát lên Hắn vỗ vỗ con rào vào má của Minh Mày đúng là cái thằng nhãi danh thông minh đấy Nói rồi gã ấn cả người của Minh xuống đất Đè cái thân hình to như hổ pháp lên người của Minh Gã đưa con rào lên đỉnh xin một nhát vào ngực cầu IT mảnh khảnh yếu ớt Vừa đúng lúc đó cảnh sát bật tung và từ đâu một cú đá thẳng vào mặt Khiến cho giường ngã làn ra đất cùng tiếng quát lớn Dừng lại anh đã bị bắt Sương chảy máu mồm đau đớn nằm ở trong góc ngơ ngác nhìn mấy người công an đang đứng trước mặt. Sau một hồi chống cửa thì gã cũng đã chiều tra tay vào cổng. Còn mình cũng theo xe trở về cơ quan công an lấy lời khai. Sợ theo chứng cứ thu giữ tại hiện trường cùng với lời khai của Dương và Minh, công an cũng đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với luật sư Tuấn và Hòa. Ban đầu Tuấn còn chối tội quanh co, nhưng mà Hòa với bản tính nhu nhược hèn nhát đã lập tức khai toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Đáng sợ hơn là trong vụ án này không chỉ có một mình bác sĩ Tú là nạn nhân, mà công an còn tìm thấy thêm một xác người ở trong căn hộ 1008 đang ở thời kỳ phân hủy. Và đó là xác của người trợ lý tên Hiếu. Sau khi bác sĩ Tú chết, dưới sự đe dọa của Tuấn, Dương đã hẹn Hiếu đến căn hộ 1008 để nói chuyện. Nhưng mà Hiếu cho đến chết vẫn nhất định không bắn đứng ông chủ của mình và định sẽ đi khai báo những thông tin mình biết về việc Tuấn và Hòa cấu kết để hãm hại bác sĩ Tú. Trông trói hiếu lại và lấy gia đình của cậu ta để gây sức ép, nhưng hiếu vẫn không chịu khuất phục. Vì trước đây bác sĩ Tú có ơn cứu mạng mẹ của cậu ta khi mà bà ta đột quỵ tim mà chẳng thể có tiền để chữa trị. Sau một tuần đánh đậm giam cầm không thể mua chuộc được Hiếu, Dương và Tuấn cùng nhau giết chết cậu thanh niên trẻ, để lại cái xác trong căn hộ 1008 chờ thời cơ mang đi phi tang. Thế nhưng ở chung cư 28 Phan Châu Trinh, luôn có bảo vệ túc trực tuần tra 24 trên 24, lại có cả máy quay giám sát, cho nên bọn chúng chưa có cơ hội để thực hiện hành vi. Đến lúc này luật sư Tuấn cũng phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan công an, hắn đã thừa nhận việc đứng sau giật dây đứa bé bị phơi nhiễm HIV trong quá trình khám nha khoa tại phòng khám của bác sĩ Tú vốn quen biết với vợ của bác sĩ Tú từ trước, lợi dụng sự đơn thuần trong suy nghĩ của Hòa, cho nên Tuấn đã tiếp cận và sớm chiếm được tình yêu của một người phụ nữ luôn khao khát được yêu chiều cung phụng. Tiếp đó, các bảo Hòa mua chuồng bác sĩ để thay đổi kết quả khét nghiệm cho cháu bé và sử dụng cho người nhà, nộp đơn kiện phòng khám Tú Tín ra tòa. Sau đó thì Tuấn nhảy vào như một vị cứu tinh và dễ dàng được bác sĩ Tú tín nhiệm giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng trong phòng khám. Nhờ đó Tuấn cũng đã nắm được gần như toàn bộ điểm yếu của các nhân vật cốt cán trong phòng khám tú tín và các đối tác quan trọng. Hắn đã thu được một khoản lợi không hề nhỏ từ việc tư vấn pháp lý, ăn chia hoa hồng từ các đối tác của Tú Tín. Tuy nhiên lòng tham không đáy, thấy Tú càng ăn nên làm ra, có uy tín trên thị trường và doanh thu ngày càng lớn, Tuấn đã giáp tầm thầu tóm nhân viên Tú Tín dùng lời ngon ngọt, ngọt dụ dỗ hòa nộp đơn ly hôn để đừng chia một nửa cương ngơi của tú tuấn dùng chính đứa con trong bụng của hòa để vừa tỉ ti khuyên nhủ vừa ép buộc hòa phải thực hiện theo kế hoạch của gã nếu không sẽ tung tin cho gia đình và xã hội biết những việc làm sai trái mà cô ta đã gây ra cho chồng nhưng ở bên kia tú cũng đã đoán ra được sự khuất thất của tuấn cho nên âm thầm cho người thuê thám tử điều tra ngay sau khi có kết quả chắc chắn Tú đang Đình báo công an Nhưng vừa về nhà lấy tiền lại bắt gặp cảnh Tuấn đang ở trong nhà vuốt về cái bụng bầu của Hòa mà nói đó là con của mình Biết đã bị phát hiện Tuấn đã nhanh tay khống chế được Tú Trói chặn anh ta lại Chờ đến nửa đêm thì cùng Hòa diễn một vở kịch Khiến Tú mãi mãi không còn cơ hội mở miệng ra tố cáo chúng nữa Người đàn ông là hết trời bới cầm dao dọa Hòa đêm hôm đó Chẳng phải ai khác mà chính là Tuấn, đang diễn vai người chồng đang bạo hành vợ. Lúc ấy, người dân chuẩn bị xông vào căn ngăn, thì Tuấn một dao đầm thấu tim của Tú Kiến Anh chết tại chỗ, còn Hòa thì cũng tự lấy con dao hoa quả, cứ một nhát vào phần mềm trên vai để ngụy tạo hiện trường giả của một vụ giết người, do phòng vệ chính đáng. Nếu có ra tòa thì Tuấn cũng đủ khả năng để giúp ả à thoát khỏi cảnh tù tội. Giết tú xong, chúng cởi dây chói, tháo khẩn trong miệng của tú ra, để Tuấn mang về nhà theo lối cửa chuồng cọp trên tầng mái. Còn Hòa ở lại đóng vai nạn nhân. Công an cũng thu được toàn bộ tăng chứng vật chứng trong căn nhà liền kề của Tuấn và trong nhà rác của khu đô thị, dù hắn đã cố tình xoa dấu vết. Câu mày cơ quan công an đã sớm nhận ra sự bất thường trong cái chết của tú khi thấy tay của anh có vết hằn đỏ do dây chói để lại. Họ đã đưa Hòa vào trong diện tình nghi cố ý hại chồng và tiến hành theo dõi Nhưng mà cuối cùng thì sự việc còn ngoài cả tưởng tượng Nếu không có Minh nhanh tay bấm gọi 113 Trong lúc Dương không để ý Thì có lẽ sự việc còn phải mất thêm một thời gian dài nữa Mới có thể được đưa ra ánh sáng Cũng nhờ đó mà bên công an mới cứu được Minh một mạng Và nhanh chóng điều cho ra được chân tướng của vụ án từ hôm đó mình cũng ăn ngon ngủ yên Không bao giờ phải đối mặt với một hồn ma Đầm đề máu mẻ nữa Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.